Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lộ Tư và Dương Dương bị lộ khoảnh khắc gian tình ở hậu trường khiến fan đứng ngồi không yên. Với nội dung hấp dẫn và sự tham gia của dàn diễn viên đình đám, Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả trên toàn châu Á, trong đó có Việt Nam. Mới đây, những hình ảnh siêu đáng yêu của dàn diễn viên tại hậu trường Thả Thí Thiên Hạ được đoàn làm phim đăng tải, trong đó tương tác đầy gian tình giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư gây chú ý. Trong clip, Lộ Tư và Dương Dương đã tranh thủ những lúc rảnh rỗi để chơi súng bắn bong bóng tại phim trường. Trong khi Lộ Tư dùng súng để bắn những đợt bong bóng bay khắp nơi, thì Dương Dương cũng góp sức khi dùng chiếc quạt cửa lớn của mình để làm chúng đi xa hơn. Điều đáng nói là súng bắn bóng tay, chiếc quạt là những thứ Lộ Tư từng tiết lộ, Dương Dương cố tình mua để bắt chước và hơn thua với cô. Tuy nhiên, lần này khán giả lại bắt gặp cả hai dùng các món đồ đó để chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Công chúng cho rằng mối quan hệ của cả hai đang thực sự rất tốt. Thậm chí nhiều khán giả còn nghi ngờ chuyện Lộ Tư than thở về việc phiền lòng khi bị Dương Dương hơn thua đã nằm trong sự tính toán của hai người. Một số ý kiến của khán giả: "Ủa chị nay anh cừu hơn thua mà sao, nay lại chơi chung rồi. Phối hợp nhịp nhàng không một động tác thừa, hai người đang lừa trái tim của chúng tôi đúng không? OTP, xin hãy cưới nhau." Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng Lộ Tư và Dương Dương đang thật sự hướng tới những giây phút thư giãn sau khoảng thời gian ghi hình căng thẳng. Trong đó, tương tác của họ xuất phát từ sự chuyên nghiệp của một diễn viên, hoàn toàn không có gì xấu xa. Bên cạnh việc suy đoán về mối quan hệ giữa Dương Dương, Lộ Tư, công chúng không khỏi suýt xoa trước visual bừng sáng của hai diễn viên. Khán giả gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến cặp đôi và đoàn làm phim. Từ lúc bộ phim Thả Thí Thiên Hạ của Triệu Lộ Tư và Dương Dương khai máy, cả hai được cho đang bí mật hẹn hò với nhau. Sự việc đến lúc cao trào hơn khi hai ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Trung này được cho lộ hình hẹn hò khi bị bắt gặp đi khách sạn với nhau và đôi bên ra mắt gia đình hôm 11 tháng 2. Thậm chí Triệu Lộ Tư còn cố tình trang trí bánh kem bằng hình cừu trắng và thỏ trắng. Đây là hai hình ảnh gắn liền với Dương Dương. Đồng thời, cô nàng đã đăng bức ảnh này vào đúng dịp sinh thần của anh chàng, càng khiến dân tình bàn tin bàn nghi. Tin đồn này ngay lập tức gây bạo mạng xã hội, bởi trước đó, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang hẹn hò với nhau sau màn kết hợp trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hạnh Của Anh. Nhiều người cho rằng cô nàng mỹ nhân trà xanh thật sự đã đá bay đàn chị trong câu chuyện tình ái lần này. Tuy nhiên, mới đây, Triệu Lộ Tư bất ngờ lên tiếng về tin đồn hẹn hò với nam tài tử Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên sau một tháng vướng vào scandal tình ái. Theo đó, trên tài khoản Thanh Minh và bác bỏ tin đồn của Triệu Lộ Tư, một bài viết chỉ vẹn vẹn hai chữ độc thân. Ngay lập tức, từ khóa Lộ Tư phủ nhận tin đồn hẹn hò đã lên hot search tìm kiếm. Nhiều người cho rằng đây là câu trả lời cũng như lời đáp trả của nàng mỹ nhân trong làng xuyên không, chấm dứt mọi tin đồn tình ái, scandal râm ran suốt khoảng thời gian qua. Dù rằng đây nhận xét vô cùng xứng đôi với lứa khi đứng bên cạnh Dương Dương, nhưng có vẻ Triệu Lộ Tư không nhận được sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ. Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân ở chỗ mỹ nhân họ Triệu này hay bị tố dựa chiêu trò kè phem. Có thể chính cô đã tự mình kéo Dương Dương vào drama tình ái. Điều này đã khiến ít nhiều người hâm mộ bức xúc. Được biết, trước đó Lộ Tư cũng từng bị cho là kè phem của đàn anh Tiêu Chiến. Cho tới thời điểm hiện tại, phía Dương Dương vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời hay động thái nào về tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên họ Triệu. Từ trước tới nay, nam diễn viên đình đám này vẫn luôn giữ im lặng, dù bị fan soi 7749 nghi vấn tình cảm 1001 lộ hình hẹn hò với các sao nữ khác. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.